Mặc dù BTS và Blackpink có rất nhiều đề cử, nhưng họ vẫn không tham dự lễ trao giải. Và lý do đầu tiên là MTV đã loại BTS và Blackpink khỏi các hạng mục chính. Khi MTV công bố các hạng mục, họ đã phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức từ người hâm mộ K-pop. Thay vì đề cử BTS và Blackpink trong các hạng mục chính, VMA đã giới thiệu hạng mục Best K-pop cùng với EXO, NCT 127, TXT và Monster X. Và người hâm mộ K-pop không hài lòng và cáo buộc lễ trao giải là bài ngoại. Kiss Love đã có hơn 556 triệu lượt xem, Boy With Love có hơn 514 triệu lượt xem trên YouTube và mới chỉ được phát hành vào tháng 4. Mặt khác, hai album của BTS và Blackpink gần đây đã nhận được chứng nhận vàng. Mặc dù vậy, họ vẫn bị loại khỏi các hạng mục chính như video của năm và nghệ sĩ của năm. Năm 2019, BTS đã trở thành nhóm nhạc đầu tiên cùng với The Beatles có 3 album đứng ở vị trí số 1 Billboard trong vòng chưa đầy 1 năm. Và Boy With Love đã phá 3 kỷ lục Guinness thế giới, trong đó có kỷ lục cho video được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ đầu tiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, BTS phải giành được một vị trí chính trong các hạng mục chính. Và lý do thứ hai, BTS hiện đang tạm nghỉ ngơi. BTS hiện đang không có lịch trình chính thức và sự gián đoạn sẽ kéo dài cho đến khi chuyến lưu diễn của họ trở lại vào tháng 10. Và người hâm mộ của BTS và Blackpink cũng không có kế hoạch xem VMA. Sau khi MTV đề cử BTS và Blackpink cho nhóm nhạc hay nhất, một hạng mục được thêm vào phút cuối, người hâm mộ K-pop nghi ngờ rằng MTV chọn đề cử chỉ để khuyến khích họ xem chương trình. Fan hâm mộ bình luận, họ nghĩ rằng họ thêm BTS và Blackpink sẽ hấp dẫn chương trình hơn. Bạn đã loại một nhóm nhạc hàng đầu thế giới khỏi các giải thưởng chính đó. Mặc dù BTS có thể mang về nhà một số giải thưởng, nhưng có vẻ như hầu hết các người hâm mộ của BTS đã nỗ lực bỏ phiếu nhưng họ cũng sẽ không xem chương trình.